cùng tìm hiểu về phép cộng. Cô trò mình cùng nhau vào phần kiến thức nào. Mời các con cùng quan sát phần kiến thức. Ở phần kiến thức, cô có ví dụ sau. Ở phần A, cô có số 48.352 cộng với số 21.026. Cô nhắc lại, số của chúng mình đó là số 48.352 cộng với 21.026. Đây là hai số đều có 5 chữ số. Khi thực hiện cộng thì chúng ta phải đặt tính như thế nào? Cô nhắc lại, chúng ta phải đặt tính các hàng thẳng cột với nhau. Sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục. Và tương tự như vậy thì hàng chục nghìn cũng phải thẳng với hàng chục nghìn. Chúng ta sẽ đặt như sau. Đấy, các con cùng quan sát. Cô đặt tính, cô đặt các hàng thẳng cột với nhau. Hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng nghìn thẳng hàng nghìn và hàng chục nghìn cũng thẳng hàng chục nghìn. Khi tính thì cô trò chúng mình phải thực hiện như thế nào? Đó là chúng mình cộng từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. Cô nhắc lại, cộng theo thứ tự từ phải sang trái. Bây giờ cô trò chúng mình cùng cộng nhé. Đầu tiên, ta thực hiện phép cộng ở hàng đơn vị. Ta lấy 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. 2 cộng 6 bằng 8, ta viết 8 ở thẳng với hàng đơn vị, cũng thẳng cột. Tiếp tục, sau khi thực hiện xong hàng đơn vị, chúng mình thực hiện đến tiếp hàng chục. 5 cộng 2 bằng 7, viết 7.